điêu thuyền. Dạ. Cháu đi ông. Ở hàng trong đó, nước nhang trung đường tách đường mây, sao muốn cụm mài chàng lá liễu. Chàng qua đây rước em à. Ờ, làm sao cái chuyện đó. Chàng qua đây rước thiếp mà. Sao qua không được. Nó mắc cây cầu. Cây cầu sao mà mắc. Cây cầu nhỏ xíu à. Để thiếp trợt chân uống nước bể bụng chết làm sao. Xuất hiện người đẹp, đẹp nha. Hải ơi. Yến vào. Wow. Bữa nay đâu mà chữ thằng hả. Ồ. Cái nào cũng vào vào dảnh lên cái nữa coi. Ờ. Trời ơi anh rung quá ha. Đồ người ta cho em hay gì? Dạ đồ người ta cho em. Ồ, dạ. Có kìa eo có kìa. Nhẹ thôi. Rút cái đôi dây nhỏ tùm lum nha. Trời ơi. Chị làm xẻ nữa ha. Dạ. Đâu bây giờ nè, đứng nửa người cho coi coi. Lấy cái tay bên trái đó, đừng có che, coi có nhô lên không nè. Đó, giờ đẹp quá trời luôn rồi, vậy không á. Láng. Đẹp. Quá trời. Rồi sao nè? Bữa nay mặc đồ đẹp vậy nè, mình phải trình diễn cái gì anh đi, mình đi mình trình diễn rồi. Ở nơi hội chợ đó. Đi thời trang đi. Ừ. Vậy em mà một đi thời trang nha. Ừ. Ôi bờ mâm quyến rũ nè. Quá Yến ơi. Viết vẹn An Giang. Rồi làm khúc coi. Mùa hi đời sinh sẽ quanh mùa xuân này. Đến mùa xuân thế sao, mùa xuân đã về, mùa xuân nay nên mùa xuân, em chàng gái mỗi nơi hạnh phúc, đừng đợi lỗ tô chúng em bây giờ. Đói mùa mà mùa xuân, xem mình cuộc đời nên mắng muốn màu. Đêm sinh nên mùa xuân, đêm đôi mùa mai, chôm em xin muôn đời. Quá hay luôn. Vừa hay mà vừa đẹp nữa. Dạ, ai chịu nổi. Ca bài gì? Sâu hầm bướm. Đâu, vô. Ngồi ngay xin em ca, bố mẹ rồi thật buồn. Thằng con tính tình là kỳ, em đã con trai. Được. Em là con gái. Cuộc đời em hãy đến lùi ngay kiếp muôn đời. Ai thương em giùm em cảm ơn người đó. Em đâu có ngờ mà anh chỉ muốn mình em. Em xin anh không yêu em nữa đôi từ nay. Em không yêu người, em chấp nhận sự cô đơn. Đi đâu em? Ở nhà với chị đi. Thôi chị lặn gán lứa mà đi đá banh. Chị không chịu đâu. Chị về rồi đá gì nè? Nhỏ em nó gửi em đi đá banh. Nhưng mà em thích đá nhiều hơn phải không? Dạ em đá nhiều nhiều hơn mà đá banh em không thích. Đá trứng cút không? Dạ không. Phải chuẩn bị. Thích chết rồi. Thôi chị không chụp gôn đâu. Đá trứng cút cũng kiếm giá. Không nào. Thích mà. Thôi chị không chịu đâu. Thôi chị mắc cỡ lắm. Thôi, mấy đứa này kỳ quá. Hát hàng quán ơi. Dạ. Tiền nữ lấy ta cái quạt đó nha. Chờ em một chút xíu. Lấy quạt đó. Ôi quạt đâu rồi. Đi mà chảy nước rồi chứ.
tiền nữa ơi. Bà đi như điêu thiền vậy đó, trời ơi. Dán gì giống mỹ miền đó ta ơi. Tiền mỹ nó. Dạ cái cây quạt màu. Trời bà đi mà không nghe mùi gió luôn á, tưởng nè. Mất tiêu rồi nè. Đây. Điêu thiền. Dạ. Trời ơi. Ở hàng trong đó, nước nhanh trong đường tách đường mây, sao muốn cụm mài chàng lá liễu. Chàng qua đây rước em à. Ờ, làm sao cái chuyện đó. Chàng qua đây rước thiếp à. Sao qua không được. Nó mắc cây cầu. Cây cầu sao mà mắc. Cây cầu nhỏ xíu à. Để thiếp trợt chân uống nước bể bụng chết làm sao. Thôi, về đi. Thôi mà, dẫn tiếp qua bên bệnh đó nha. Thôi thôi, sợ tiếp té. Điêu thuyền. Dạ. Đôi à, tiền. Đình dưỡng an. Muôn mai nương mồm điêu thuyền à. Lòng lữ già em đâu có hương hương người. Em nâng đẹp hơn điêu thuyền. Nên đóng già một mình gà chào ân. Em đâu không biết cha em bắt buộc em phải lấy động mà già nịnh thiên quang. Thiệp xin chàng bao ngày đêm nên thiệp mình hơn mình bài phần. Wow, dịu quá. Điều thiền phải làm nên sang ha. Bảo nên cha thù mình mẹ cha không còn yêu ai. Nâng điêu thiền nâng mang nên nâng cúng dạng chúng thì ai. Điêu thuyền thương tình lữ đồng bộ quả tiền vàng đến nay. Hay quá. Đàn kim mang nên điêu thuyền đẹp hơn. Dạ, con xin đa tạ phu quân. Giỏi. Tiền nữ, chúng ta bãi hầu nữa nha. Rồi, đi vô động phòng nè. Dạ. Thái giám ơi, dẫn nô tệ quân. Đặng điêu thuyền nhập cung. Tăng 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 tăng. Điển hoàng cô lăng trọng bệnh. Có bên mình có một dương phi. Phiền dương phi ở mãi trong cung này chứng mạch cổ nguy. Chừng nào sứ mệnh chiều nhi phục mệnh. Tiền nữ hồi cung. Quân sĩ đâu? Phan đối với giữa tắc thiên chu ghệ quý cho giả tâm xoắn đế. Dương nữ đại chu đủ đảo nhà chạm thổ cân. Điêu Tào Tháo, ông mời tôi có chuyện gì chứ? Có chồng tôi là quốc sự về Trung Quốc nước, sao ông không mời? Ông lỡ mời tôi chứ? Chỉ có nàng giặc ấy nó ở đâu?
giặc nào giặc gì, tờ quyết thể, quyết thế gì, thề giết thống lao. Tôi cấm ngài, tôi cấm ngài xúc phạm tôi chồng tôi. Chỉ có nàng đưa tờ ta quyết thể, thà ta chết ta không đưa tờ, tôi quyết thể tào tháo. Phu quân một lại này đem xin ta. Một lại này sáng dương quyền, điêu thuyền không nạp. Tờ quyết thể kia ta chọn thiền. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ không? Dạ được rồi. Lời cuối gửi cho khán giả đi. Lời em nói em tên chúc gì? Khán giả. Em tên Hải Yến, em chúc khán giả mạnh khỏe. Em 17 tuổi. Em 17 tuổi. À, em chúc khán giả năm mới dành sự như ý, phát là phát tài, thì vô như nước, thành công trong công việc. Em chúc các anh năm mới dành sự như ý, phát lộc phát tài, tiền vô di nước, cung hỷ phát tài.